Thua Việt Nam, hai đội bóng phải nhận cú sốc lịch sử ở giải châu Á. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi vượt trội tại giải vô địch châu Á 2023, ghi dấu một thành tích lịch sử. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được đỉnh cao. Hai đội bóng phải rời xa top đầu châu lục. Dù đã trải qua những cú sốc, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên có mặt tại top 4 đội mạnh nhất giải vô địch châu Á 2023. Hành trình đi đến bán kết không hề dễ dàng khi đội phải vượt qua những khó khăn, đặc biệt trong hai trận đấu quyết định trước Hàn Quốc, đương kim vô địch giải châu Á 2021 và Đài Bắc Trung Hoa, hạng 6 châu Á 2021. Trong khi đội tuyển Việt Nam nhận tin vui, thì hai đội bóng kia lại phải đối diện với sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ quê nhà. Hàn Quốc, một thế lực trong bóng chuyền châu Á, đang gặp khó khăn vì khủng hoảng lực lượng, đành phải khởi đầu lại từ đầu. Trở lại châu lục, Hàn Quốc đã trải qua những khó khăn lớn mới có thể giữ được vị trí thứ 6 tại giải vô địch châu Á 2023. Đây là lần đầu tiên sau 48 năm, bóng chuyền nữ Hàn Quốc rời xa top 4 đội mạnh nhất, trái ngược với mùa giải trước, nơi họ giành được tấm huy chương đồng. Hành trình của đội Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận thua trước Việt Nam. Đội xứ Kim Chi đã giành vé vào vòng 8, nhưng sau đó bị ban tổ chức cắt giữa vì kết quả của hai đội cùng bảng ở vòng 1. Kết quả là Hàn Quốc thua Thái Lan và kết thúc chặng đường tại vòng đấu này. Đài Bắc Trung Hoa sau 40 năm tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á, lần đầu tiên rời xa top 8 đội mạnh nhất giải châu lục. Họ thua trận tranh vé vào vòng 1/8 với Việt Nam, buộc họ phải vào vòng phân hạng 9-14, chung cuộc đội xếp hạng 9.